Xin chào tất cả các em học sinh khối 6 trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Hôm nay thầy trò chúng ta được gặp nhau trong giờ học trực tuyến này. Chúc các em có một buổi học tốt. Trước khi học bài mới, thầy nhắc lại kiến thức cũ, đó chính là nhận xét sách giáo khoa trang 84. Trên cùng một đường mặt phẳng bờ chứa tiêu x có góc XOY bằng m độ, góc XOZ bằng n độ. Vì góc m độ nhỏ hơn n độ nên tia OI nằm giữa OX và OZ. Bài 4, khi nào thì góc XOY cộng góc IOZ bằng góc XOZ? Một nhỏ, khi nào thì tổng số đo hai góc XOY và góc IOZ bằng số đo góc XOZ? Và chấm hỏi 1, sách khoa trang 80-81. Cho góc XOZ và tia OI nằm trong góc đó, đo các góc XOY, IOZ, XOZ. So sánh góc XOY cộng góc IOZ với góc XOZ ở hình 23A và hình 23B. Như vậy bài gồm có hai yêu cầu, một là đo góc, hai là gì? So sánh. Ở hình 23A thầy sẽ hướng dẫn con đo góc. Đo góc ta dùng thước đo độ để đo. Rồi, tâm của thước trùng với đỉnh của góc, đỉnh O. OX đi qua vạch số 0 độ ở vòng tròn trong. Rồi ta thấy gì OI và OZ hơi ngắn thì gì không chữa chỉ rõ được các cái góc thì ta có thể kéo dài nó ra. Vậy OI ở đây nó chỉ gì 54 độ. Vậy thì góc XOY của tôi bằng 54 độ. Và góc gì XOZ bằng 90 độ. Tương tự như vậy ta đo góc gì? IOZ. Tâm thước trùng với đỉnh của góc OI đi qua vạch số 0 độ ở vòng tròn trong. Vậy thì OZ chỉ số đo của góc đó là 26 độ. À vậy ta có góc XOI cộng góc IOZ nó sẽ bằng gì? 54 độ cộng 6 26 độ bằng 90 độ. Vậy suy ra gì? Góc XOI cộng góc IOZ sẽ bằng góc XOZ vì cùng bằng 90 độ. Tương tự như vậy ở hình 23B. Để đo góc cho dễ dàng hơn ta gì nối dài OI và OZ ra. Rồi OI chỉ gì vạch số 30 độ còn OZ chỉ vạch số 100 độ ở vòng tròn trong. Vậy thì gì ta có gì góc XOI bằng 30 độ, góc XOZ bằng 100 độ. Đo góc IOZ, IOZ đây ta bằng 70 độ. Để ta có gì góc XOY cộng góc IOZ sẽ bằng gì 30 độ cộng 70 độ. À vậy suy ra gì góc XOY cộng góc IOZ sẽ bằng gì góc XOZ vì cùng bằng 100 độ. Vậy các con nhận xét gì về gì góc XOY cộng góc IOZ nó bằng góc XOZ khi nào như vậy? Khi nào xảy ra điều đó? À, rõ ràng là gì? Con nhìn ngay thấy nó là gì? Tia gì? OI nó nằm gì giữa tia OX và tia OZ. Đó chính là nhận xét sách giáo khoa trang 81. Nhận xét trang 81 sách giáo khoa toán tập 2. Nếu tia OI nằm giữa hai tia OX và OZ thì góc XOY cộng góc IOZ sẽ bằng góc XOZ. Ngược lại, nếu ta có góc XOY cộng góc IOZ bằng góc XOZ thì tia OI nằm giữa hai tia OX và OZ. Để hiểu rõ hơn nội dung bài học hôm nay, các con vào ví dụ 1. Cho hình vẽ biết tia OI nằm giữa tia OX và OZ. Góc XOY bằng 45 độ, góc IOZ bằng 60 độ, tính góc XOZ. Nội dung bài này ta áp dụng luôn kiến thức vừa học. Bước 1 các con gì? Lập luận. Vì tia OI nằm giữa tia OX và tia OZ nên có góc XOY cộng góc IOZ bằng góc XOZ. Các con thay số vào XOY bằng 45 độ, IOZ bằng 60 độ vào. Góc XOZ chưa có thì con hạ nguyên xuống.
À, vậy ta có thì 45 cộng với 60 bằng 105 độ. Vậy góc XOZ của ta sẽ bằng 105 độ. Ví dụ 2. Cho TOX vẽ hai góc XOY, XOZ trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa TOX sao cho góc XOY bằng 30 độ, XOZ bằng 45 độ. Trong ba tia OX, OY, OZ, tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Tính số đo góc IOZ. Đầu tiên các con vẽ gì? Hai góc XOY và góc XOZ trước. Ta dùng thước đo độ, tâm của thước trùng với đỉnh của góc là đỉnh O. Ở trong trường hợp này, tia OX đi qua vạch số 0 độ ở vòng tròn trong. Vậy thì ta xác định 30 độ và 45 độ ở vòng tròn trong. Rồi ta gióng thẳng nó ra. Chấm nó trên giấy của ta. Rồi ta nối điểm O và gì? Các điểm vừa gì? Xác định. Rồi ta có gì? Góc XOY bằng 30 độ và góc XOZ bằng 45 độ theo yêu cầu của đầu bài. Ở câu A, đó là kiến thức cũ. Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa TOX có góc XOY nhỏ hơn góc XOZ. Vì 30 độ nhỏ hơn 45 độ nên TOY nằm giữa hai tia OX và OZ. Còn câu B đó là gì? Nội dung kiến thức ta vừa học. Ta thể lập luận luôn. Vì TOY nằm giữa hai tia OX và OZ nên ta sẽ có góc gì? Cách 1, ta sử dụng luôn hai góc nhỏ cộng với nhau bằng góc lớn. Là góc XOY cộng góc IOZ bằng góc XOZ. Sau đó ta thế số vào. XOY 30 độ, ta hạ xuống. IOZ chưa biết, ta hạ xuống. XOZ ta bằng 45 độ, ta hạ xuống. Rồi, muốn tìm soạn chưa biết, ta lấy tổng trừ soạn đã biết. 45 độ trừ 30 độ, góc IOZ sẽ bằng gì? 15 độ. Các con có thể tính trực tiếp theo cách 2, đó là góc IOZ bằng góc gì? XOZ trừ góc XOY. Con thế số vào. Ta có góc IOZ bằng 15 độ. Ta sang phần 2 nhỏ, hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bù. Hai góc kề nhau là hai góc có một cạnh chung và hai cạnh còn lại nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau, có bờ chứa cạnh chung. Ví dụ, hai góc kề nhau là XOY và góc IOZ. Có OY là gì? Cạnh chung. OX và OZ nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau, bờ chứa cạnh OY. Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng số đo bằng 90 độ. Ví dụ, hai góc có số đo là 30 độ và 60 độ là hai góc phụ nhau. Vì tổng nó bằng 90 độ. Hai góc bù nhau là hai góc có số đo tổng số đo bằng 180 độ. Ví dụ hai góc có số đo 40 độ và 140 độ là hai góc bù nhau. Vì tổng hai góc này bằng 180 độ. Hai góc vừa kề nhau vừa bù nhau gọi là hai góc kề bù. Ví dụ trên hình ta có góc AOB và góc BOC là hai góc kề bù. Với hai góc kề nhau có TOB là cạnh chung và hai góc cộng lại nhau bằng 180 độ. Bài học hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Chúc các em học tập tốt. Các em nhớ nộp bài lại cho các thầy cô bộ môn của mình. Thân ái chào các em.